Rồi, chào mừng cô chú anh chị mình đã đến với chợ xe cũ online nha. Hôm nay chợ xe cũ online sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một cửa hàng xe máy cũ, tên là cửa hàng xe máy cũ Phương Ngọc. Địa chỉ là số 921 DT743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương nha. Đấy. Số điện thoại là 0969 484 647 hoặc là 0777 117 124 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi. Trước mặt cô chú anh chị đây là một chiếc AB. Nó giá là cô chú anh chị bất ngờ luôn. Xe mới lấy về luôn, chưa rửa ráy gì hết nha cô chú anh chị. Này, này xước nè, cả tường nè. 8 triệu đồng nha cô chú anh chị. Anh chị nào mà ưng chiếc xe nào á thì mình chụp lại cái biển số, mình gửi qua Zalo cho cửa hàng ha. Cửa hàng sẽ quay chụp. Đó, mình muốn quay chỗ nào thì mình quay, muốn chụp chỗ nào thì mình chụp của chiếc xe nha cô chú anh chị. Và cửa hàng mình sẽ gửi cho mình ngay lập tức luôn. Rồi. Tiếp theo là Novo. 5,5 triệu. Novo 5,5 triệu nha. Nó chày sơn các thứ nè. Nhưng mà xe này là xe đi làm nha cô chú anh chị, nên cũng mấy vấn đề đó cũng không quan ngại do lắm nha. Rồi, tiếp theo em sẽ cho cô chú anh chị mình xem một chiếc xe siêu phẩm luôn nè. Này là Sirius Nhật chứ không phải Trung Quốc nha cô chú anh chị. Yamaha nha. Giá là 4,5 triệu, không bao ship. Đây, kính bẩn nó có bị gãy nè, đó, với lại cái đèn chắp đuôi này không có nè. Nhưng mà xe đi làm thôi cô chú anh chị, 4,5 triệu mà mình có được một chiếc xe Nhật. Chị thấy giá cả hợp lý chưa cô chú anh chị? Quá là hợp lý luôn nha. 4,5 triệu. Rồi. Ngoài đây là một chiếc xe tay ga, biển số Sài Gòn, giá là 5,8 triệu. Khi mình tới cửa hàng lấy chỉ còn 5,5 triệu thôi nha. Dàn áo rất là đẹp, rất là lừng lạc, không bể vỡ, nó chỉ có chày nhẹ thôi. Đây, cũng không đáng quan ngại cho lắm nha cô chú anh chị. Đấy, 5,8 triệu mình tới cửa hàng mình lấy thì còn 5,5 triệu, biển số Sài Gòn 9449. Rồi, tiếp theo là một MAB
biển số 83. $13 triệu nha cô chú anh chị. Tiếp theo là quay. Quay này có giá là 10,5 triệu, biển số 92. Nha cô chú anh chị. Click. Trời, em lít này quá đẹp luôn, không có gì để bàn cãi luôn. Đây, chưa ai có duyên nên hơi bụi nè, mình mới quẹt một xíu thôi. Đấy. Em lít này là 9,8 triệu nha cô chú anh chị. Ui, cái nút đề, sao trên đây không có một cái nút đề nữa ta, lạ ha. Đây, bên đây có một nút đề nè. Đấy. Rồi bên đây thêm một cái nút đề nữa. $9,8 triệu. Rồi, tiếp theo em này là một em này, tên này mình cũng không biết đọc là sao nữa cô chú anh chị. Biển số hơi xa ha. Đó. Em này có giá là 6,8 triệu. Bánh trước á thắng đẻ, bánh sau á thì đầm. 6,8 triệu. Rồi bên trong của mình còn rất là nhiều xe nha cô chú anh chị ơi. Đó, mình có thắc mắc hay mình muốn mua xe gì thì mình liên hệ qua hai số điện thoại 0969 484 647 hoặc là 0777 117 124 nha cô chú anh chị. Mua bán trao đổi xe máy cũ mới Phương Ngọc, nhanh chóng uy tín và chất lượng nha. Rồi Chợ Xe Cũ Online xin chào và tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người ở clip sau nha.